Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Phạm CBB. Thì trong clip ngày hôm nay, bên Tấn Phạm sẽ đem đến giới thiệu đến cho anh em một chiếc bệ đánh sóc đĩa. Đấy, một cái bệ đánh sóc đĩa mà cực kỳ là hiệu quả luôn. Mà bệ này ấy, nó có tên gọi là bệ Nano 1 tần sóng. Đấy, rất là ok cho anh em khi sử dụng. Thì cái bệ sản phẩm này thì khi anh em sử dụng nó sẽ giúp cho anh em là biết được chẵn, biết được lẻ hay là biết được tứ tử. Đấy, rất là đơn giản và sử dụng thì cực kỳ là hiệu quả, an toàn. Quân vị thì hoàn toàn là nam châm không hít anh em nhé. Đấy, quân vị nam châm không hít nên anh em mà yên tâm hơn khi sử dụng. Thì cái bộ sản phẩm này thì đây chính là một cái bệ của nó. Đấy, anh em thấy không? Đây là chọn bộ này. Bệ đầu sạc của nó, đấy, đầu pin sạc, anh em có thể nhìn thấy cái bệ này. Bệ này anh em có thể chôn ở dưới đất, anh em để dưới đệm hay là anh em này chiếu gì đó. Đấy, một chiếc bệ này anh em có thể chôn ở dưới rất là ok đúng không ạ? Và đi kèm theo nó đây là một cái cục rung. Cục rung này thì anh em đeo ở trong người. Đấy, để anh em cảm nhận độ rung, biết được chắn, biết được lẻ, rất là đơn giản thôi. Đấy, không thể thiếu được của nó, đây là bộ vị đi kèm. Bộ vị này thì anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Đây, mình sẽ cho anh em cùng xem. Một cái nam châm rất là hít đúng không ạ? Nam châm rất là hít. Nhưng mà riêng về bộ vị này, anh em thấy không ạ? Hoàn toàn là không hít. Không hít một tí nào thôi. Mình sẽ cắt cái bộ vị này ra cho anh em cùng xem luôn này. Đấy. Mình sẽ cắt nó ra để cho anh em thấy được cái bộ vị này nó sử dụng an toàn như thế nào. Nó không như những cái bộ vị ngày xưa. Bộ vị ngày xưa, những cái bộ vị của bệ đấy thì là nó hay bị hít. Tức là người ta thử nam châm là nó hít là người ta sẽ biết. Đấy, nhưng mà riêng bộ vị này thì anh em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng luôn. Đó. Đó, đây thì mình sẽ để lên một cái đồ cao cao này này để cho anh em hình dung ra được là khi anh em chôn mà để cao như thế này vẫn sử dụng ok anh em nhé. Đấy, thì bộ vị này đây cắt ra rồi cho anh em xem test thử thoải mái, hoàn toàn là không dính không hít gì luôn. Đó, anh em thấy không, rất là ok. Thì về cái cách sử dụng của cái sản phẩm này như thế nào, cách sử dụng của nó thì vô cùng là đơn giản. Khi anh em đi sử dụng, anh em bật cái này lên, anh em đã đưa vào, anh em bật đang off này, anh em gạt nó lên thành on như thế này. Đấy là anh em đã sử dụng. Thì mình sẽ để cái này vào một cái bát. Đây, mình sẽ để nó vào một cái bát để anh em nghe cái nhịp rung của nó cho dễ anh em nhé. Đấy, nghe nhịp rung của nó cho dễ. Còn là sau đây mình sẽ đi vào mình test cho anh em xem luôn về độ hiệu quả của sản phẩm này. Và sau đó thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng. Thì khi anh em đi chơi anh em đưa vị thôi. Còn bát và đĩa thì hoàn toàn là xanh chín cho anh em. Đấy, bát đĩa là xanh chín cho anh em nhé. Đấy, nên là anh em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái sản phẩm này. Đấy, mình sẽ test cho anh em này, mình sẽ test thử trước, sau đó thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng của nó. Đây. Đấy, ví dụ như mình để đây, để ngoài này thì chưa gì cả, nhưng mà ví dụ như mình cho vào trong này này, đấy, là cái này là không rung thì nó về chẵn. Đó, anh em thấy không, rất là ok. Tiếp tục cho anh em này, đây, mình sẽ đấy cho anh em nghe rõ nhịp rung của nó cho dễ nhá. Đấy, anh em có thể xem này. Đấy, thì khi mà mình ấy, khi mà mình cho vào này, đấy, cho vào, anh em thấy không, không nghe thấy một tí rung nào nhá. Đấy, không nghe thấy một tí rung nào, tức là nó là về sấp đôi. Đấy, cái bệ này khi anh em cảm nhận nhịp rung này, không rung thì là sấp đôi, một rung thì là lẻ, hai dung thì là tứ tử. Đấy, đơn giản như thế thôi. Đấy, không dung sấp đôi, một dung lẻ, hai dung tứ tử. Đấy, cho anh em cùng xem có đúng sấp đôi. Đó, anh em thấy không, đúng sấp đôi ạ, đúng sấp đôi luôn. Tiếp tục này. Đấy, ví dụ như tiếng này mình đặt vào này, anh em nghe thấy một dung ạ. Đấy, một dung của nó thì là về lẻ thôi, không biết là ba đen hay ba trắng, nhưng mà một dung là lẻ. Đó, anh em thấy không, ba đen rất ok này. Tiếp tục. Đấy, mình sẽ đặt vào này.
Đó anh em thấy không ạ? Rất là ok này. Lẻ vẫn ba đen cho anh em. Rất là ok. Đấy nhá. Đấy là cái cách sử dụng của nó. Mình sẽ bỏ hẳn ra ngoài cho anh em hình dung cho dễ này. Đấy, mình sẽ bỏ hẳn ra ngoài. Ví dụ như mình sẽ để nó đang ở là tứ tử đi. Đấy. Anh em nhìn mình để tứ tử này. Thì khi mà anh em đưa vào đây này. Đấy, đưa vào thì nó sẽ rung hai rung. Hai rung thì nó sẽ là tứ tử. Đó, anh em thấy không ạ? Anh em phải đưa đúng vào điểm của cái bệ này nhá. Còn ví dụ như mình để lẻ này. Nó chỉ rung một rung thôi. Rung một rung thì là lẻ. Đấy. Và cuối cùng là mình để sấp đôi này. Sấp đôi thì chắc chắn nó không rung rồi, anh em để thấy. Đấy, đặt vào không rung một tí nào luôn. Đấy, đấy là cái cách sử dụng của cái sản phẩm bệ nano này. Đấy thì anh em nào ấy, mà muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái dòng sản phẩm bệ nano hay các dòng sản phẩm bệ từ khác thì anh em có thể là vui lòng là anh em liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình, hoặc anh em có thể là kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình đều được, sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em đặt hàng anh em nhé. Thì những anh em nào mà gần cơ sở bên mình ấy, nhớ anh em nào gần cơ sở bên mình thì anh em có thể là đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm. Bên mình thì có hai cơ sở, cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em đến nơi anh em alo đến số hotline trên màn hình cho mình, sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn. Còn anh em nào ở xa thì khi đặt hàng bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện. Đấy, tất cả anh em khi nhận hàng đều được phép kiểm tra hàng sau đó thanh toán tiền. Đấy, rất là ok luôn. Thì cuối video mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình. Anh em nào mà đã xem video của mình ở đây cảm thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.